mày hỏi má mày đi. à, nhưng tiện mày hỏi má mày giùm tao, coi bà Thủy bà bắt thằng tí con tao đi đâu lâu quá, hẫm trả lại cho tao, tao nhớ nó lắm. Nha, hỏi giùm nha. một người suốt đời đi tìm con, còn một người thì đang dây dứt với quá khứ quan khiên của mẹ. Không có điều gì nghịch lý hơn cuộc sống, vậy mà nó cứ tồn tại. Mm-hmm. <laughs> Cô đi đâu mà sớm vậy? Ờ, dạ, con đâu có đi đâu đâu. Con mới ngủ thức dậy mà. Ủa? Mới ngủ dậy? Mà sao chân dính sình đất không vậy? Ờ, dạ. Cái gì cũng có dấu vết của nó. Giống như cái chân dính sình của cô nè, thì không ai chối cãi được. Bởi vậy ông bà xưa có dạy, Trăm nghe không bằng một thấy. Bà ta nói vậy là muốn ám chỉ chuyện gì? Không lẽ bà Sáu cũng qua chỗ tiểu thư Quỳnh Nga không lẽ bóng người tối qua chính là bà sáu như vậy có nghĩa là bà ta đã nghi ngờ điều gì đó nên mới theo dõi mình những điều bà ta nói lúc này có ngụ ý là bà đã biết chuyện mình không ở nhà tối qua bác ba ờ oh sáng giờ con không thấy bác ờ à, bác coi thói quen sáng sớm hay rảo rảo bên cồn dâu á không có lứa tầm bác vẫn phải chăm dâu sao ờ à, phải dâu tới đợt dù không thả tầm á thì vẫn phải hái để bỏ chứ không có thể hư hết quá lứa mai mốt dâu sẽ không có cho nhiều lá non đẹp đâu tầm cho tơ có đẹp hay không á, thì cũng tùy thuộc vào lá dâu rất là nhiều. Dạ. Bây giờ con mới biết được chuyện này. <laughs> à, dạ. Bác để con. Ừ. ờ. À, Tôn qua lạ chỗ con ngủ có được không? Dạ. Cái bộ ván gõ nhà bác á, nó mát rượi à? À. Với lại không khí ở đây nó quá trong lành luôn Con vừa đặt lưng xuống á Là con quất một giấc tới sáng luôn Ờ, <laughs> à, vậy chuyến này có thu xếp ở đây chơi lâu lâu rồi được không con? Dạ, con định mà khi nào mình sẽ hiểu biết hết về lụa Thì lúc đó con sẽ trở về thành phố Nhưng mà con sợ Đến nửa chừng rồi bác thấy con phiền phức quá Rồi bác tống cổ con về Sài Gòn Lúc đó con không biết sao con chạy cho kịp nữa <cười> <cười> Dân quê tụi tôi Tuy có bổ bả Nhưng không có lỗ mãn như vậy đâu à, Bác Con nói giỡn thôi à Bác đừng có giận con tội nghiệp nghe <laughs> Vậy ở đây mà tìm hiểu đi ha Dạ Con á Con mê cái dùng lụa này lâu lắm rồi Mà con không có sắp xếp được thời gian Thật ra lần này á một công á mà đôi chuyện còn về đây á vừa tìm chất liệu vừa tìm cảm hứng để thiết kế thời trang vừa là để thỏa mãn đam mê về văn hóa thơ lụa của bản thân mình <laughs> thấy sao ừ. dạ đẹp mà mình phải nói là rất đẹp bác thấy không nè nó ống mượt và mềm mại làm sao luôn á cái tấm lụa này bác giờ từ cái lưới tơ vừa rồi á, dạ, dù chưa có hài lòng lắm nhưng nó cũng có một chút hy vọng. Ờ, con con cầm mình lụa con dơ lên dưới ánh nắng còn sao? Coi nó có khác gì so với những tấm lụa mà con đã biết không? Hử, uhm. dạ. Con thấy có những sợi tơ nó ánh lên dưới nắng rất đẹp giống như là những đốm quả châu, nó giống như là những đốm mắt trên thân lụa. Xem ra cái loại lụa này cũng đâu thua kém gì cái loại lụa châu sa mà người ta hay truyền tụng đâu. Hả? À, con cũng biết lụa châu sa nữa hả? Dạ, con biết. Tại vì bà cố tổ của con ngày xưa á, là cung nữ ở trong cung nên mới được vua ban cho lụa châu sa mà mảnh lụa đó được lưu truyền cho tới nhiều đời sau. Ờ. À thực ra là vậy <laughs> thật ra nhiều năm rồi con luôn luôn mong muốn làm sao mình có thể thiết kế được những bộ trang phục nó vừa quyền bí vừa lộng lẫy trên chất liệu châu sa nhưng mà nó khó quá con cũng từng thử nhiều lần đi tìm loại lụa này nhưng toàn là thất bại không à có lẽ là nó đã bị thất truyền từ nhiều năm à mà bác con nghe nói dùng này trước đây á, có người biết dệt loại lụa này đúng không bác Đúng là ngày xưa ở vùng này có một người biết dệt loại lụa tuyệt kỹ này. Thiệt vậy hả bác? Bác nghe nói người đó vốn là cung nữ ở trong cung. Thời binh biến loạn lạc Bà theo nhà vua chạy loạn vào vùng này và bị thất lạc. Ở lại vùng này bà dạy cho người dân trồng dâu nuôi tầm rồi dệt lụa. À, còn riêng riêng cái lụa châu sa như là lụa vua ban nên có một lời nguyền không có được truyền lại cho người ngoài cung. Chính vì vậy mà bà đã giữ cho riêng mình. Và chỉ dệt trong những dịp trọng đại gần như để thờ cúng và hướng về cung đình đó. Vậy loại lụa đó có được truyền lại cho hậu nhân của người cung nữ đó không bác? Tất nhiên là có. Dạ nhưng đã trải qua nhiều đời rồi nó vẫn là bí quyết không có thể truyền ra ngoài vì sợ vướng vào lời nguyền lời nguyền ừ tương truyền lụa châu xa có mắt nên ai cố tình làm trái lời nguyền thì sẽ phải lãnh hậu quả cuộc đời sẽ bi thảm như nước mắt vậy À, <laughs> à, anh mới qua chơi hả à, tôi mới đi ghe về có mua được cái hộp dầu cù la nè định đem qua biết bác gái dạ má tôi lên đỉnh sống trên rồi ờ à, vậy lãnh cầm đi chừng nào bác gái về lãnh đưa giùm nói là tôi biếu dạ tôi cảm ơn anh <laughs> Tôi xin lỗi nha Tại vì không có má tôi ở nhà Cho nên tôi không dám mời anh vô nhà uống nước được à, à, Thôi không sao đâu à, Tôi đứng ở ngoài này coi lãnh phơi tơ là được rồi <laughs> à, à, Tôi cho anh coi này nè Tơ này tôi mới vừa ôm được luôn á Úi trời ơi Tơ đẹp quá Tơ xa mà không đẹp sao được Mấy sợi tơ này để dưới ánh nắng Nó lấp lánh như là nước mắt vậy đó Tôi mới ôm được luôn á Trời đất tôi nghe người lớn nói á Tơ xa không được tiết lộ ra ngoài Ờ à, vậy Bộ lãnh ông sợ bị lời người bất mạng sao mà Cho tôi coi tơ xa vậy Tôi không sợ Tôi nghĩ không có lời nguyền nào hết á Chắc tại vì á Lụa châu xa đặc biệt quá cho nên Người ta theo giờ nên những câu chuyện ly kỳ Lụa đẹp về giá trị là khi được người ta khoác lên người tôi ước mơ rằng là tôi sẽ dệt thành trong loại lụa này và hướng dẫn cho mọi người cùng dệt ờ à, bác vì một duyên nợ với người con gái đó nên bác mới lập ra xưởng dệt để tìm ra bí quyết của loại lụa này nhưng mài mò bao nhiêu năm qua vẫn chưa có thành công được một người yêu cái đẹp như ông ấy, một người sống thủy chung với kỷ niệm và nội tâm như ông ấy, thì làm sao mà có thể làm những chuyện như anh nghĩ được? Có lẽ điều gì đó mà anh hiểu lầm đây. À, Lâm. Bữa nay để chị nấu bữa sáng cho cả nhà nha Thôi khỏi Mắt công dơ tay chị lắm Cái thứ đàn bà con gái Mà đi ngang về tắt Lén lén lúc lúc qua đêm ở ngoài Thì không ai tin nổi đâu Nè nè Ông Lâm Mày nói điên nói khùng gì đó hả Đi vô <laughs> Làm như con ông không bằng Đi chưa Chậm chập, chập. quỷ à Rồi chừng nào cô về Sài Gòn Dạ lát nữa con đi chuyến 10 giờ Cô coi đi cho sớm đi Chứ để đi trễ cái cả tiếng đồng hồ sao mới có chuyến mới à Vậy ha Dạ Ờ à mà nè Nghe tôi dặn cho kỹ nè Từ đây trở đi á Cô đừng có lui tới cái chỗ cái nhà quan Của mẹ Quỳnh Nga điên đó nữa nha Không khéo à quan mạng như chơi đó Tôi coi cô như người trong nhà Chứ không phải hù nhắc cô đâu Còn nhớ đó. Chỗ đó, âm khí nặng nề lắm. Ma chết cũng nhiều. Mà ma sống cũng nhiều. Lỡ quên là mất mạng như chơi đó. bà mẹ mẹ ba mày suốt ngày mới ăn nhậu hả mày không biết làm gì nữa hết trơn hả à, chú sao đời á mà không ăn nhậu á thì lấy cái bộ sậu gì á mà để đi làm chứ à, chú chú làm với con về chung đi chú à, chú uống đi còn đây á là cá rô phi ngon lắm á mày á chỉ ăn nhậu là giỏi à Năm thới ơi Cái gì Cho đem uh, chai rượu với năm thới Ờ đợi xíu ơi à, Ôi ui chỉ còn biến đi chú Năm thới ơi Ông làm cái gì ở dưới đó mà kêu rác của họng luôn mà chưa đem ra vậy Từ từ làm như dữ vậy thằng quỷ Lẹ ơi Ừ ờ, Lấy thêm một chai rượu nữa Nè à. Vụn chính đèn sao rồi chú hỏi sao là sao bộ chú tính làm gì hả à? nhưng nó là gà của tôi tôi nuôi tôi biết chú không cần phải lo chú để đi để tôi xử nó cho mày chắc không hay là giống như vụ sắp lùa hôm bữa ăn cám cá lũ mấy sĩ rượu trắng hay rượu thuốc à, là cái gì vậy ông nội rượu với gì rượu thì đưa đây tiền Trời ơi Nhậu chưa xong rồi tiền cái gì Nhậu xong rồi tôi trả luôn đây Thôi thôi thôi, Nói hay quá Lần nào cũng nhậu xong rồi xác đích đi về Mày không thấy tao ghi bản hả Ghi gì, gì đâu Đâu Quán nghèo miễn bán thiếu Trời đất ơi Thiếu ông có mấy xì rượu mà ông làm thấy ghê quá vậy Ông đừng có quên á Tôi là mối ruột ở đây nha Ruột ra cái gì Mày có nước mối nhậu chiều á thì có Thôi được rồi Bao nhiêu đây tao trả 500 Cái gì Mày cắt cổ tao hả Uống nãy giờ mới có một ly à Đòi 500 hả Mấy xị này 30 ngàn Còn 500 là trả nợ thiếu từ hồi đầu tháng tới giờ Bà mẹ mẹ bà đó Thấy bắt hàm không <laughs> Tiền đâu tao trả tiền nhỏ chịu cho nó Cái gì Vậy mà con tưởng chú Sáu là người sợp đó chứ Sợp sao, sao cho nó mau sẹp hả mày Thôi đi Tao không rảnh đâu Để chai rượu đó đây đi Tao chỉ tính bữa nay thôi nghe cho mày Dạ Cái này là chú Sáu tính Còn phần còn lại tôi ghi sổ ông nha Quán tôi là sắp đóng cửa Năm Thới, Năm Thới Bán cho Tư chai nước mắm coi con Dạ Nước mắm hả Tư? Ừ Đợi con xíu nha Ờ. Chào chú Trời ơi, ngộ ghê vậy ta quan quân cả đời đi không gặp còn cái thứ âm binh cô hồn các đảng thì gặp hoài vậy hả <laughs> dì tư ơi ừ. làm miếng uh, cá rô phi cho đỡ lạc miệng vậy tư trời ơi tao đâu phải thuần luồng ha mà cái giống gì cũng giọng vô họng được tao nói uh, rắn rít cốc nhái chuột cống gì cũng giọng vô họng được hay thiệt à <laughs> phải nói á à. dì tư á chửi lúc nào cũng có cà có kệ á nghe dì tư chửi á nó đã lũ tai gì đâu á chân nó tê hết luôn à đẩy một cái chắc te xỉu à, luôn á mày á không được ăn nói với người lớn vậy nghe cho mày thôi mà dì tư chấp nhất chỉ đám này ha nè cô tư bà hải có nhà không tôi đang tính qua mời ông mấy ly rượu nè hỏi chi ông đâu có rảnh đâu muốn uống rượu với mấy người còn nó qua Sưởng bà Hải có mẹ đâu làm mà ông rảnh. Thiệt ra là tính qua gặp ổng để nói một tiếng cảm ơn. <laughs> Đúng là thứ giả nhân giả nghĩa. Nè, ông ba không có liên quan gì tới mấy người cảm ơn ông chi. Có, thì uh, tính cảm ơn ông chuyện hạnh. Cũng nhờ ổng uh, mà tôi mới có một đứa thợ giỏi. <laughs> nè, cô thử nghĩ coi. Bây giờ mấy công thức uh, nhiệm lập quyền của cha bây hơn. Nó cho tôi biết hết trơn rồi. Đã vậy nó còn cho tôi hết kinh nghiệm làm ta xa của cha bà Hải nữa chứ Ôi, tưởng hay ho gì Cuối cùng cũng gom được toàn thứ phản chủ không à Chưa, chưa hết, chưa hết Nè, mấy bữa nay nó còn tự nguyện lên thành phố à, Chào hàng trà xưởng tôi nữa Đó, cô nghĩ thử coi Có đáng cảm ơn bà Hải không Trời ơi, mấy cái ngữ mà ăn cắp nghề á ha suốt đời không làm được trò trống gì hết trơn á à... đúng là thôi, ngu thôi, tầm thôi, ngu thôi, mã tầm thôi, mã tôi, mà làm gì, Vậy đó... là gì? ra đi có gì đâu chấp nhất chi nè nước mắm của tư nè nè ôi tao nói bày nghe nè chấp nhất chi cái ngữ đó tơ nó có mắt lụa nó có linh hồn mà ha mấy cái quân ăn cắp á không có làm được trò trống gì đâu hay cuối cùng á nó chỉ được mớ mạnh rối mà thôi thôi mà tư bớt nóng đi tư đi về cho bình trà năm thớ ơi dạ yeah. nè về nhắn với cha bà hải á lo bà dẹp xưởng nha cầm cự hoài á là bán đất hương quả à mới nói gì bán đất hương quả hả đừng có mà mơ những người hiền lành tốt bụng á hả không dễ gì chết đâu còn mấy cái quân mà gian ác á ha thầy trò mấy người đó coi chừng trời ông đánh đó nghe chưa ừ, <laughs> à, nhớ nha đừng đem ông bà ra đường thờ kỳ lắm à chết rồi mà còn bị trả sì. thờ kỳ lắm à bà khỏe phải nghe chú sáu nói chuyện hay ghê luôn á <laughs> vô đi thôi Thấp cho má nén nhang đi ở đâu đó má cũng lo lắng cho mày lắm đó Má! Con xin lỗi má! Xin má tha lỗi cho đứa con bất hiếu này! Xin má đừng trách những ngày qua! Con đã không ở nhà nhang khó cho má được ấm lòng! Mày cứ như vậy, làm sao mà má yên lòng được? Tao có lỗi với má Lan nhiều lắm Thôi Đừng khóc nữa Má thương mày đến mức nào Thì mày cũng biết rồi đó Ở suối vàng Chắc má không trách mày đâu Nín đi Thật tình á Bữa nay con mới biết Để giờ ra được một mảnh lụa Người ta phải bắt tới 5.900 sợi tơ mỏng manh vào khung dệt Đúng là kỳ công thiệt đó bác <laughs> Không kỳ công thì đâu phải là lụa Anh nói về lụa là đúng tuổi của ba tôi rồi <laughs> Đâu con nghĩ coi Từ một cái trứng nhỏ bằng cái đầu tâm vậy Rồi nở thành con tầm như là cái cọng chỉ nụa kìa đó Dạ rồi con tầm nó lớn lên, rút hết ruột ra để nhả tơ để có được một cái kén rồi từ cái kén đó người ta mới ươm um tơ kéo sợi xe mành Bắt hàng ngàn cái mối tơ mới có được cái, cái mảnh lụa mượt mà đó không kỳ công sao mà được dạ con cũng biết nhưng cứ nghĩ tới cái việc mà người ta phối hợp hàng ngàn mối tơ làm sao cho nó nhịp nhàng với nhau thiệt là không thể tưởng tượng được luôn á bác Bà danh phúc quỳnh uống trà à ừ. uống nước đi dạ con cảm ơn ủa bây nãy giờ đi đâu mà không có xuống phụ chú bảy bắt mối tơ vậy dạ con với sượng chứ đi đâu chắc chú bảy tìm con lúc con đang ở trong kho con đi kiểm tra lại mấy cái mẫu lụa đợt này con tính bàn với chú bảy về công thức màu mới á bà thấy sao ờ à, cái đó từ từ tính cũng được Bây giờ lo xong cái mẻ lụa mới này đi Dạ <laughs> Nè Tôi không ngờ nha Nhìn ông bây giờ Tra dáng ông chủ xưởng dệt dữ lắm rồi đó <cười> <cười> Có gì đâu Tôi á Ăn ngủ chung với tơ với kén với khung dệt Từ lúc còn tắm sông Có điều hồi nhỏ không có thích lắm Vì thấy nó tỉ mỉ quá Nhưng bây giờ có tâm trí đi làm rồi Thì thấy nó cũng hay hay Thì công việc nào cũng vậy khi mình đã đặt hết tình yêu vào nó thì mình sẽ thấy hết cái hay cái đẹp của nó mà thôi nhưng mà phải kiên nhẫn lắm đó <laughs> thì coi như là mình được học thêm chữ nhẫn đi <laughs> cái đạo trong chữ á cũng mênh mông lắm cái chữ nhẫn cũng vậy học hết cả đời không biết đã học trọn hay chưa nè dạ và dạ, bác ba dạy phải bể tri thức á thì biết đâu cho vừa nhưng mà con nghĩ như vậy nè nếu như mỗi ngày mình mỗi cố gắng học á thì chắc chắn sẽ đủ đúng không bác ba? Học hỏi thì có bao giờ thừa đâu. Bác ba, lúc nãy ở xưởng con có nghe bác Bảy nói, nếu như người thợ dệt của mình mà không chú tâm á, chỉ cần sai một mối tơ thôi thì có thể hư hết một mẻ lụa luôn. Anh không nghe người ta nói, rối như tơ giò hả? <cười> <cười> đúng là căng thiệt ha. Đời người cũng vậy thôi. Chỉ sai một đường tơ thôi là cả đời á cũng sẽ không gỡ ra mối ra mạnh. Trời ơi, bực mình quá mà. Thiệt tình đó, đúng là đuổi ông tay áo nuôi khỉ dòm nhà mà. Ủa, có chuyện gì vậy vậy Tư? Thì còn chuyện gì nữa? Ngoài cái chuyện con Hạnh với đám thầy trò xóa tiện đó. Bà bay đúng là làm ơn mất quán mà. Có chuyện gì sống vô nhà cô Tư? Không có vô nhà nổi đâu. Tôi tức từ ngoài đường vô tới đây nè đồ cái thứ phản thầy phản chủ nó ăn cắp công thức nhuộm màu của ông bảy á hả rồi chuyện làm tơ xa của anh nó đem qua cho anh trả sáu tiền đó bây giờ sáu tiện nên ngang ngoài đường rêu rao khắp nơi cho là anh sắp dẹp xưởng luôn rồi đó có chuyện này sao tư sao không có mà trời ơi ổng biết á tụi nó rêu rao cái gì đó mà bây giờ ở ngoài đường ai cũng xì xào bàn tán nói là ông ba giết người ờ ổng là người hại chết cha mẹ của con hạnh cũng chịu nổi không cô 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 Cô, cô, nói sao Bao nhiêu năm qua Liệu bây giờ người ta có mở lại hồ sơ vụ án Để điều tra hay không Chuyện này Tao đã tham khảo luật sư rồi Nếu mà muốn kết tội ổng Thì cũng hơi khó Nhân chứng không còn Bằng chứng thì quá mong manh Mà chưa kể Cái chiếc khăn cũng không xác định được là của ổng bởi vì người tặng khăn cho ổng là mẹ của tao thì cũng mất rồi dấu vân tay thì cũng không còn nữa vậy thì coi như là ổng đã thoát tội sao trừ khi ổng chết ông mới chính là người đọc địa hạnh à, à chuyện sao tiện nói chỉ là đặc điều không đừng có giải nhân giải nghĩa ở đây nữa không ai nói với tôi hết chính má nuôi của tôi đã trăn trối trước khi qua đời đó à, con, con 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 nói ai chính là bà lan người giúp việc cho nhà bà nội tôi ngày xưa má lan đã coi mẹ tôi như chị em ruột cũng chính má lan đã cực khổ nuôi dưỡng tôi cho đến ngày hôm nay vậy ông nói đi lời nói của người trước lúc chết có khi nào là lời nói dối trá hay không huống hồ giữa ông và má lan tôi không hề có thù quán với nhau mà là cô Lan. Tại sao, tại sao cổ lại nói với con nhỏ chuyện động trời như vậy chứ? Có gì lẫn lộn hay là ai đã gieo điều quan nghiệp này? Bên xưa gió lòng con đỏ trôi theo bóng mây nâng chung gũ đầy ông lão lắng buồn nhìn trời hiu quạnh bạc màu sương nè không lẽ bây giờ cứ ngồi uống rượu hoài vậy sao vậy thì theo ông tôi nên làm gì nếu không phải tiệc tùng á hay cái dịp gì đặc biệt á thì con người ta chỉ có một lý do duy nhất để nhậu lý do gì <laughs> buồn chứ à. lạ gì <laughs> anh nghĩ Tôi cũng có bí mật Cần giải bài hay sao <laughs> Ông trời còn có bí mật mà Cái chính là làm sao mình sống mà thấy nhẹ lòng kìa <laughs> Làm sao mà nhẹ lòng được chứ Nếu anh cảm thấy không đủ tin tưởng á Thì thôi Không có nhu cầu thì Tôi với anh cứ tiếp tục uống rượu trong im lặng vậy Hả <laughs> Chẳng phải Tôi có một bí mật Chỉ đợi nói riêng với một người thôi hay sao là sao gió như vậy đèn trời ba sẽ rất là cao anh có hay làm đèn trời không <laughs> không vì tôi không có điều gì để chất chứa trong lòng hết nhưng hôm nay tôi cũng có một bí mật vậy tại sao anh không nói với đèn trời đi tôi muốn giữ điều bí mật đó để nói riêng với một người Hạnh là người tốt Tôi nghĩ chắc là nhất thời Cho nên có cái việc gì đó Cô mới hành xử như vậy Anh nghĩ Tôi trách hơn cổ hay sao cổ bây giờ có khác gì con tầm Nằm trong khối tư dương của chính mình đâu Ngột ngạt Và đau đớn Tôi chỉ tiếc rằng không thể giúp gì được cho cô. Vậy còn anh? Anh còn đang khổ sở lần tìm mối tơ. Thì anh có thể giúp ai được chứ? song song lặng lẽ trôi vầng trăng in bóng một mối tình tiếng hò xưa mang nỗi buồn những chờ mong cho lòng thêm xót xa thương nhớ người xa rồi đời người con gái như khói sương tình yêu mong manh như sợi tơ ương vàng cuộc đời ngang trái bao đắng cay tình em vướng theo lần bấy cho yêu thương lắng là lắng còn đến một mối thơ mọi chuyện <laughs> không như con nghĩ đúng là bắt từ có tình cảm với mẹ con nhưng bác không làm hại ba con bác không hề biết những sự nhật của ba con bị cháy chỉ mình em giữ đến Cô đừng để sự thù hận Lòng bờ lý trí Và bóp nát trái tim mình à. Chết rồi Cô bị phỏng rồi Cô đau lắm không Tay cô bị vậy rồi ráng làm chứ nghĩ chút đi để tôi làm cho không được mình không được nghĩ về anh ta nữa hạnh mẹ không được phép quên anh ta chính là con của kẻ thù con của người đã khiến mẹ mày đau khổ khiến cha của mày chết oan ức và gia đình mày phải tan nát Ông chủ ơi, Hả? ông chủ trả cho tao. Đấy, đừng thấy 16 cộng ông, đi, ông chủ ơi, ơi. ông chủ ơi. Ông trả chồng con lại cho tôi bà, mà. Mẹ mẹ bà muốn đi. Chồng con gì đây. Buồn rồi à? Ông chủ, ông chủ giữ mà. Ông chủ giữ chồng con đợi. tôi mà. tôi lại ông chủ trả đi. Quá quá. Cháy nhà. Cháy nhà. giết người. Ông chủ ơi, ông chủ ơi, đừng đừng đừng, đừng giết chồng con tôi mà ông chủ ơi. Trả chồng trả con lại cho mày tôi. Mày giải tôi ra đây mày Cứ chết mày luôn cho đợi đi Muốn tao trả chồng trả con cho mày phải không Dạ có Được Bữa nay Đây tao nói với bà Thủy Rước mày về với chồng với con mình luôn Em tôi là em <laughs> ông kia làm gì vậy? ông kia, ông kia làm gì vậy? À? <laughs> cô ơi tỉnh lại cô ơi cô 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 Cũng may chú tới kịp thời đó Chứ không à Tôi cũng biết sao đưa ba lên nổi nữa Cô ơi. thấy vậy chứ Hai trong một một cái toàn ten để trang trí chơi à Bà này ba điên mà Lâu lâu nhảy xuống sông tự tử chơi vậy đó Cô ơi có sao không cô ừ. Cô ơi cô ơi có sao không cô Cô <laughs> Cô ơi có... có... Cô cô cô, làm cô... cô... sao đâu cô Cô tỉnh rồi hả Mà hút đừng Đừng cho dạy nhảy xuống sông nữa nghe chưa Cô thấy sao rồi Có sao Để không có cô Không nào tôi cũng ở đây đâu Cô ơi. Đừng vậy nữa nghe chưa Chú ơi Chúa ơi Tôi là em chủ Tôi là em chủ mà Ông chủ Thôi ơi, bà Tôi bà ơi. là em chủ Tôi là em chủ, mà Đi lên. lên đi cô Tôi thì ăn bất cầu báo Đó Chứ thấy không Nó điên Tôi đâu phải chủ nó đâu Hồi nãy cũng lên cơn điên à Nó kéo tôi bay xuống sông đó Ghê không có loại, ông chủ. cô ơi đi con lau cho nha hồi nãy tôi phải bò rồi mới xong để tôi kéo lên Chứ biết mà ba vòng chết đuối á, nặng ghê lắm đâu phải dễ cứu sức tôi có hạn cô... chân tôi chú thấy rồi đó tôi hay mà cô không ơi, cô không có sợ không có sợ gì hết rồi cô cô... À... cô cô được rồi đã có con ở đây rồi sẽ không có ai làm hại cô hết á cô bình tĩnh đi nè cô bình tĩnh đi con lao cho ông chủ ơi ông chủ ơi tha cho chồng con tôi ông chủ ơi ông chủ ơi ông chủ ơi cô cô ơi mình tỉnh lại đi cô 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 bình tĩnh đi cô cô ơi cô 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 đừng có sợ cô cô ơi đừng có chạy nữa cô ơi cô đừng có chạy mà à, đúng là mấy thứ điên điên cũng không nhiều khi á tôi cứ làm ơn mất quán vậy ừ. ông không làm gì bậy bạ thì thôi cần gì lên tiếng như vậy bà ở đâu ra thằng chó đẻ này lên mặt với mình mẹ tụi bay chờ đó thưa chị tôi con mới về mèn đét ơi cậu đi đâu mà dạ. coi coi nè sao mà mình mấy ướt mẹp vậy trời cô mới tắm xong về <laughs> Trời ơi Cậu đừng nói với tôi là cậu mặc nguyên bộ đồ dí gì cậu nhảy xuống sông nghe Dạ thì đúng rồi Hả? Tại bữa dì Tư nói với con là Gái quê của mình rất hay mắc cỡ Vì vậy đàn ông con trai mình phải giữ ý tứ cho người ta Trời ơi Cái <laughs> Thằng thiệt tình à Thôi thôi đi vô nhà thay đồ đi Bà dân Sài Gòn không quen dầm nước Mặc nguyên bộ đồ ướt vậy có chừng bệnh à Dạ <cười> 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 Thiệt tình Ủa dì Tư Hả Bữa nay nhà mình đi đâu mà sao con thấy vắng tanh vậy Ông bà ông vẫn ở trọng á sáng giờ không có ra ngoài này đâu dạ ủa vậy còn anh quân đâu dì tư thì uh, nó mới thử màu với ông bể hơn ở đây nè ừ, chắc vòng vòng ở đâu đây thôi hả à? dạ ừ mà này dì tư Hử? Ừ? nó nghe nè con có chuyện này muốn hỏi dì tư chút xíu chuyện gì hồi nãy á ngoài bờ sông con có thấy một người đàn ông có mặt mũi không được hiền lành đang có hành động ác ý với một người phụ nữ mà hình như người đàn bà đó bị điên đó dì tư dì tư coi thử cô có biết là ai không nè Ai là ai đâu Đây nè Nè dì tôi coi kỹ coi Còn đây là người đàn ông đó Nè Ủa ừ, Sao sao giống trả số tiện với tử thư huỳnh Nga vậy Tiểu thư hay gì tư Ừ Dì tư có làm không đó Làm sao được mà lầm Tại nói ở đây ai cũng kêu bà là tiểu thư huỳnh Nga hết trơn á Kêu rất thành quen hà Bà dạ. điên điên dạy dạy mà không biết ở xứ nào trôi giặt về đây rồi ở đây miết ha à. Ủa Vậy Dì Tư cho con hỏi mối quan hệ của hai người này như thế nào hả dì Tư Sao sao dòm giống như là Thằng cha, thằng cha số tiền đang quýnh bả vậy Thì đúng rồi Hồi nãy á lúc con vô tình đưa máy qua thì con thấy Là ông đang đánh bả Mà Thôi. quan trọng hơn là bả cứ luôn miệng kêu là Ông chủ ơi ông chủ Trả chồng, trả con lại cho tôi Ông Sáu Tiện quấn mình Nga hả? Dạ trời ơi cái quân gì mà ác nhân thất đức vậy trời sao mà người ta điên tay dạy mà còn không tha người ta nữa đã vậy con hạnh nó còn giác sát qua bệnh ở nó làm phản ông ba nữa chứ dì tư dì tư nói là hạnh đang ở bên nhà ổng hả không những ở bệnh mà nó còn tiếp tay với cha sáu để hại ông ba nhà này nè thôi mà thôi bây ơi bây đừng có nhắc tới quân đó cái quân phản chủ đó nghe bây nhắc đó, hả tao muốn trào máu ra luôn bực bội hả hạnh là người thông minh không lẽ lại không nhận ra cái tâm địa độc ác của người đàn ông này không được mình nhất định phải đi tìm hạnh mình sẽ nói hết mọi thứ cho hạnh biết mới được